Những sai lầm khi đầu tư bất động sản có thể khiến anh chị mất tiền tỷ phần 3. Đó là rất là nhiều khách hàng gọi đến cho Hiệp nói là bây giờ thanh khoản gấp giùm anh chị cái mảnh đất này bởi vì anh chị đang rất là cần rồi. Và khi Hiệp tìm hiểu ra thì mới biết được là anh chị mua cách đây chỉ có mới vài tháng thôi. Và bây giờ anh chị đã bị đứt gãy dòng tiền và cần thanh khoản gấp và sẵn sàng cắt lỗ 20-30%. Đây là một cái hoạch định anh chị hoàn toàn sai lầm. Bởi vì sao? Trong bất động sản anh chị nên hoạch định thời gian dài hạn và mình có thể bán, tức là thanh khoản bất động sản này sớm hơn cái hoạch định của mình. Chứ anh chị đừng có hoạch định ngược lại là trong khoảng thời gian ngắn 3 tháng đến 6 tháng anh chị có thể bán bất động sản này rồi. Nhưng thị trường nó đảo chiều, nó đứng thì anh chị không thể bán được và anh chị mắc kẹt trên chính tài sản của mình. Đây là một nội dung cực kỳ quan trọng, nhưng những cái lúc mà thị trường nó sôi động anh chị hay bị quên và mình bị cuốn theo cái guồng xoáy, và đặc biệt là anh chị hay bị hối thúc bởi những cái bạn bán bất động sản cho anh chị mà không tư vấn chi tiết. Hãy đón xem cái chuỗi video này, nó sẽ hữu dụng cho anh chị rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye anh chị, chúc anh chị có những suất đầu tư thật là hiệu quả nhé.